là các anh các chị phải làm trong cái cốc sau em liền thôi. Mình sẽ cho dầu vào. Vitamin C á thì tan trong nước, còn vitamin E tan trong dầu. À, vitamin C thì giống như là cái anh đi bắt ăn cắp ấy. Tất cả các cái tế bào của chúng ta thì nó có bốn cái điện tích như vậy. Nó có nhân và có bốn biết điện tích. Thế và nếu mà mình có gốc tự do thì nó có nghĩa rằng là khi mà mình ăn đồ độc hay là ăn cồn hay là hút thuốc bảo thì tự nhiên một cái này nó bị mất đi. Mất đi. Nó ra một gốc xong cái này á, nó cái bên này nó bị mất. Nó bị mất, nó mất thiếu mất một cái điện tích thì nó bắt đầu đi thấy cái con này đủ. Thấy con này đủ, con tế bào này đủ, con tế bào này ăn cắp cái điện tích của con này sang bên này. À, con này bị mất tiếp ấy. Thì lại thấy con này đủ thì lại đi sang con này ăn cắp của con này về bên này. Đại khái là như thế. Thế mà lúc mà đi ăn cắp vậy thì nó gây ra cái tình trạng xáo trộn. Xáo trộn và nó sẽ gây ra cái gọi là gốc tự do. Cái vitamin C ấy thì là nó sẽ đi bảo vệ, ngăn chặn không cho đi ăn cắp của lẫn nhau. Còn vitamin E thì là sao, nó bù luôn cái diện tích này. Mình làm E thì mình phải làm luôn cả C. Dầu đó. Đây là dầu, người mình thì có cả dầu nữa. Em phải nghiền ra lấy cái giấy nghiền nhé. Gạo dầu cồn. Thế bà cho nước vào. Giấy xe chứ. Giấy xe chứ. Xong rồi đây. Xong rồi chúng ta sẽ cho vitamin C vào trước. C có phải là sẽ thải độc trong nước không? Bây giờ ấy, trong nước đã được thải độc hết rồi. Nhưng mà trong dầu thì nó vẫn còn độc. Đấy, lớp dầu nó đóng ở trên này. Nước thì đã được thải độc ra rồi, trong rồi đúng không ạ? Thế còn dầu ở trên này thì vẫn còn độc tố đúng không ạ? C không thải được độc ở trong dầu. Đấy, cho nên là đây, một lớp ở trên là vẫn còn dầu, vẫn còn đấy, và đây là viên E của chúng ta. Đấy, một viên nữa. Một viên nữa. Đây, E vào thì nó sẽ lọc độc trong dầu. Đưa nốt đi. Ở đây có cái màng, em cho xuống mọi người xem cái màng. Cái màng mà bọc này cũng là ở thiên nhiên luôn. Ở cái cây, cái màng ở trong cái sơ, ở trong cái cây, lá cây. Nó bỏ ra một lúc là nó tan. Nó chỉ để bọc cô đặc vậy thôi. Thải độc hết.